là nhân vật phụ trong Anh Hùng Xạ Điêu và Thần Điêu Đại Hiệp. Nhưng nhờ tính cách độc đáo, diễn viên đóng vai Chu Bá Thông luôn được khán giả yêu thích. Tần Hoàng năm nay 65 tuổi. Tần Hoàng là cây đại thụ trên màn ảnh nhỏ TVB, tham gia hơn 100 bộ phim. Là Chu Bá Thông trong hai phim Anh Hùng Xạ Điêu, hai phim Thần Điêu Đại Hiệp do TVB sản xuất vào năm 1976 và 1983. Mãi đến nay, khi nhắc đến Chu Bá Thông người đàn ông điên điên cùng cùng, Lê Du Ký được khán giả phim TVB yêu thích. Thành công của Lê Diệu Tường còn gắn liền với hình ảnh Chu Bá Thông trong 4 lần thể hiện nhân vật này trong phim. Lê Diệu Tường đã cố gắng thể hiện Chu Bá Thông theo cách của mình thông qua sự tinh tế ở diễn xuất, để không bị so sánh với Chu Bá Thông Tần Hoàng. Khoảng 3 năm trở lại đây, Lê Diệu Tường bất ngờ tỏa sáng từ vai Sài Cửu trong bộ phim Xứng Danh Tài Nữ và hiện đang là ngôi sao nam số 1 trên màn ảnh nhỏ TVB. Năm 2013, ngoài hai phim đã lên sóng gồm Thần Thám Cao Luân Bố và Phát Ngoại Phong Vân, tài tử 49 tuổi này còn sáu tác Tam Đức Tử, trở thành Triệu Lượng Chu Bá Thông. Những phiên bản Chu Bá Thông khác, ngoài Tần Hoàng, Lê Diệu Tường và Triệu Lượng thành công qua hình ảnh Chu Bá Thông, nhân vật này còn được các diễn viên khác tái hiện như Long Quán Vũ trong Thần Điêu Đại Hiệp 1984 và Anh Hùng Xạ Điêu 1988 phiên bản Đài Loan, Lưu Khải Trí trong Cửu Âm Chân Kinh 1993, Mạch Hảo Vi trong Thần Điêu Đại Hiệp 1998, Bản Sinh Ở Po, Lý Úc trong Anh Hùng Xạ Điêu 2008. Song, do không tạo được dấu ấn nên ít được nhắc đến. Trong Thần Điêu Đại Hiệp 2014 của Vua Chính, người được giao tái hiện nhân vật Chu Bá Thông là Châu Đức Hoa. Sinh năm 1980, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh năm 1999. Đã đóng nhiều phim nhưng hầu hết đều là vai phụ. Với Chu Bá Thông, anh hy vọng sự nghiệp sẽ tìm được con đường sáng, vì Vua Chính dành nhiều tâm huyết để xây dựng vai diễn này. Chu Bá Thông là một nhân vật có thật sống vào cuối thời Bắc Tống, có ảnh hưởng trong việc sáng lập Toàn Chân Giáo. Tuy nhiên, từ sau năm 1957, nhiều người biết ông như là một nhân vật trong tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung với ngoại hiệu Lão Ngoan Đồng, xuất hiện trong hai phần đầu của Xạ Điêu Tam Bộ Khúc, gồm Anh Hùng Xạ Điêu và Thần Điêu Hiệp Lữ. Tuy nổi tiếng là nhân vật trong tiểu thuyết võ hiệp, nhưng Chu Bá Thông là một nhân vật có thật trong lịch sử. Tuy nhiên tư liệu về ông rất ít, một số ghi chép ít ỏi cho biết ông sống vào cuối thời Bắc Tống, cùng thời với Vương Trùng Dương, là người Ninh Hải, Sơn Đông, đồng hương với một số thành viên trong nhóm Toàn Chân Thất Tử là Đan Dương Tử Mã.
trên đảo Đào Hoa. Theo đó, ông vốn là một đứa trẻ mồ côi được Vương Trùng Dương nuôi dưỡng, nhận làm sư đệ và truyền thụ võ công cho. Sau Hoa Sơn Luận Kiếm lần thứ nhất, Vương Trùng Dương lo sau khi mình qua đời, không ai đủ sức chế ngựa Âu Dương Phong nên cùng Chu Bá Thông tới Đại Lý gặp Đoàn Trí Hưng để bàn bạc. Trong thời gian ở Đại Lý, Chu Bá Thông làm quen với Lưu Anh, một sủng phi của Nam Đế, dạy nàng thuật điểm huyệt. Hai người nảy sinh tình cảm và có quan hệ với nhau, sinh ra một đứa con. Vì chuyện này, Chu Bá Thông hết sức sợ hãi, xin lỗi Đoàn Trí Hưng và bỏ đi. Về sau đứa bé bị Cừu Thiên Nhẫn đánh trọng thương. Đoàn Trí Hưng vì ghen mà không cứu, Lưu Quý Phi đành giết chết đứa nhỏ. Đây là căn nguyên của những oán hận về sau giữa Lưu Phi, Chu Bá Thông, Đoàn Trí Hưng và Cừu Thiên Nhẫn. Sau khi Vương Trùng Dương mất, Vương Trùng Dương giao bộ Cửu Âm Chân Kinh cho sư đệ Chu Bá Thông cất giữ. Chu Bá Thông trên đường đi giấu bí kíp gặp vợ chồng Hoàng Dược Sư, bằng trí nhớ tuyệt vời của vợ, Hoàng lão ta nhanh chóng có được nội dung Cửu Âm Chân Kinh. Tuy nhiên kinh thư sau đó bị hai đồ đệ ăn trộm, vợ Đông Tà do cố sức nhớ lại kinh thư nên chết ngay sau khi sinh Hoàng Dung. Chu Bá Thông biết mình bị lừa bèn tìm đến đảo Đào Hoa để cướp lại Cửu Âm Chân Kinh. Không may bị lạc vào Đào Hoa trận và bị Hoàng Dược nhốt ông trên đảo Đào Hoa 15 năm. Chu Bá Thông ở trên đảo, nhàn rỗi vô sự, sáng tạo ra tuyệt học Không Minh Quyền và Song Thủ Hổ Bát. 15 năm sau, Hoàng Dung vô tình phát hiện ra nơi giam giữ Chu Bá Thông, thấy ông tính tình trẻ con nên thường đến chơi với ông. Hoàng Dược Sư biết chuyện nổi giận mắng con gái thậm tệ. Hoàng Dung giận cha bỏ đi, từ đó quen biết Quách Tĩnh. Khi hai người Quách Hoàng trở lại đảo, Quách Tĩnh không quen đường lối, lạc đến chỗ Chu Bá Thông. Hai người nói chuyện tâm đầu ý hợp, Chu Bá Thông đòi kết nghĩa huynh đệ với chàng. Dù tuổi tác hai người chênh lệch rất xa nhưng do ông nằng nặc yêu cầu, Quách Tĩnh đành đồng ý. Sau đấy, Chu Bá Thông khéo léo dạy Quách Tĩnh Không Minh Quyền, Song Thủ Hổ Bách và cả Cửu Âm Chân Kinh. Từ đó đến cuối truyện, Chu Bá Thông rời đảo Đào Hoa, gây ra rất nhiều sự phiền phức vì tính tình trẻ con của ông nhưng cũng may không có hậu quả nghiêm trọng. Thần Điêu Hiệp Lữ. Trong Thần Điêu Hiệp Lữ, Chu Bá Thông tuy đã già thêm 20-30 tuổi nhưng vẫn giữ tính nết trẻ con như cũ. Võ công ngày càng mạnh, ông rất thích nô giỡn với Tiểu Long Nữ, dạy nàng Song Thủ Hổ Bát, lại lấy cấp tình mật nuôi ông của nàng. Chu Bá Thông cũng nhận một đệ tử là Gia Luật Tề, tuy nhiên do càng lớn, Gia Luật Tề càng đoan chính, không thích đùa giỡn nên ông cấm không cho chàng gọi ông là sư phụ. Cuối truyện, ông hóa giải những chuyện hiểu lầm, oan nghiệt trước đây với anh cô, tên của Lưu Quý Phi sau khi rời cung, và Nhất Đăng Đại Sư, tên của Đoàn Trí Hưng sau khi đi tu. Cùng nhau giúp Quách Tĩnh bảo vệ thành Tương Dương, ông chính là người gợi ý cho Dương Quá giết cao thủ Mông Cổ, Kim Luân Pháp Phương. Tại Hoa Sơn Luân Kiếm lần thứ ba, Chu Bá Thông được bầu là người giỏi nhất, hiệu là Trung Hoan Đồng, Võ Lâm Ngũ Bá. Trong tiểu thuyết Dựa Kim Dung, Võ Lâm Ngũ Bá, Chu Bá Thông hồi nhỏ tên là Chu Cẩu Nhi, vốn là con hoang của một người đàn bà trẻ nhưng quá chồng bị một người đàn ông họ giả hiếp. Nói về lão Hoan Đồng Chu Bá Thông sư đệ Vương Trùng Dương thì y là nhân vật hài hước bậc nhất trong các tác phẩm của Kim gia. Với sở học của bản thân, lại thêm hai môn võ tự sáng chế là Không Minh Quyền và Tuyệt Kỹ Song Thủ Hổ Bát tối thượng thì có thể nói từ sau Vương Chân Nhân qua đời, y là thiên hạ đệ nhất, đã trên tứ tuyệt còn lại một bậc. Võ công cao là vậy được ẩn chứa trong một thân thể ông già nhưng tâm hồn lại cực kỳ trẻ con. Đúng như ngoại hiệu của mình, Bá Thông bản tính hồn nhiên, ngây thơ, không so đo, tính toán với ai như Quách Tĩnh vậy. Nhưng y không chỉ ngây ngô mà còn có phần vô trách nhiệm, những lỗi lầm y trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra quả không ít. Đầu tiên phải kể đến việc y tuân theo huy mệnh của sư huynh đi cất giấu Cửu Âm Chân Kinh. Trên đường đi cất giấu, Bá Thông chẳng may gặp Hoàng Dược Sư và vợ mới cưới của Oai Chu. Bá Thông bị vợ chồng họ dò xét, nói khích nên đã để lộ ra bí mật của CECK trên người. Thi đấu thua Hoàng Dược Sư, cuối cùng phải đem CECK quyển hạ cho vợ y mượn đọc. Hoàng Dược Sư là người như thế nào?
thông minh tuyệt đỉnh thì vợ của y chắc chắn tư chất cũng rất phi phàm. Chu Bá Thông ngồi quan sát hoàng phu nhân đọc chân kinh từ đầu đến cuối. Biết y thị hoàn toàn không biết võ công, nhưng y nằm mơ cũng không thể ngờ hoàng phu nhân tuy đọc không hiểu nghĩa nhưng trí nhớ tuyệt đỉnh. Chỉ cần đọc qua hai lần là nhớ văn rách không sai một chữ. Y thị lừa rằng đây chỉ là sách bói toán của trẻ con gian nam không ai không biết. Chu Bá Thông ngơ ngác không biết mình đã bị lừa, tức giận phá hủy chân kinh của tiền nhân, một việc mà sư huynh của y cũng không dám làm. Chính vì sai lầm ấy của CBT mà TECK quyển hạ rơi vào tay Đông ta, dẫn tới việc Hắc Phong song sát trộm chân kinh rời đảo, gây nên một trường gió tanh mưa máu trên giang hồ sau này. Bốn đồ đệ khác cũng bị liên lụy, bị đánh gãy chân, đuổi khỏi đảo. Vợ Hoàng Dược Sư cũng vì hao tâm tổn lực quá nhiều để viết lại chân kinh cho chồng mà mất sau khi sinh hạ Hoàng Dung. Nếu như ngay từ đầu CBT hoàn thành tốt di mệnh của sư huynh, bảo toàn chân kinh thì có lẽ những sự việc trên sẽ không xảy ra. Chu Bá Thông bình sinh không có hứng thú với ái tình, tình cảm nam nữ, coi đàn bà, vợ là sự cản trở với người học võ. Khi vợ SDS qua đời, y không thèm an ủi mà còn vui vẻ chúc mừng, cầu còn không được, kết quả bị lão ta đánh sấp mặt, phê. Y một đời chỉ ham thích võ công, luyện võ, coi đó là thú vui chơi cả đời không chán. Ấy vậy mà khi cùng sư huynh mình đến đại lý, y đã gây nên chuyện có lỗi với anh vô, đoàn hoàng gia và sư huynh. Nhưng y thà chết chứ thủy chung vẫn phủ nhận anh cô. Bởi y không bao giờ muốn sẽ lấy một nữ ngoan đồng, sinh ra một tiểu ngoan đồng, không bao giờ chấp nhận sự ràng buộc ấy. Sự vô trách nhiệm của y đã khiến Lưu Quý Phi bị gãy lạnh, mất con, đau khổ cả một đời. Đoàn hoàng gia một phần cũng vì đó mà xuất gia làm tăng. Sau này khi nghĩ lại, y chỉ thấy tiếc vì đã làm mất tấm thân đồng tử, không thể học được nhiều môn công phu lợi hại của sư huynh. Người như Chu Bá Thông kết giao làm bằng hữu, trao dồi võ nghệ thì rất tốt, nhưng để giao nhiệm vụ, trọng trách lớn cho y thực hiện hay yêu một người như y thì muôn vạn lần không nên. Có đại hiệp nào là fan của lão ngoan đồng không? Cảm nhận của chư vị về nhân vật này thế nào?